Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì hội nghị trực tuyến với một số bộ ngành và 36 tỉnh thành trên cả nước về sơ kết đánh giá chương trình bình ổn giá của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và đưa ra những đề xuất phương hướng để triển khai hiệu quả chương trình này trong thời gian tới, đặc biệt là những tháng cuối năm. Theo báo cáo tại hội nghị, mạng lưới các điểm bán hàng bình ổn giá đã được nhân rộng, tập trung nhiều cho các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các khu đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất. Số lượng các điểm bán hàng bình ổn cũng không ngừng được tăng lên. Hết năm 2011, con số này là 6.400. Giá bán hàng bình ổn tại các địa phương đảm bảo thấp hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường từ 5 cho tới 10%, thậm chí là 15%. Kinh phí thực hiện chương trình tăng nhanh, năm 2010 mới khoảng 950 tỷ đồng. Nhưng đến Tết Nguyên đán vừa rồi đã tăng lên hơn 2.640 tỷ đồng. Mức độ xã hội hóa thì cũng ngày càng là lan tỏa hơn. Trước kia thì là 100% các doanh nghiệp là phải là xin là ứng vốn để mà tham gia chương trình. Nhưng nay thì là trong 245 doanh nghiệp tham gia chương trình đó thì có 60 doanh nghiệp là không nhận ứng vốn. Đó, và cái hướng tới là càng ngày thì cái số doanh nghiệp mà không nhận ứng vốn thì càng tăng lên. Chúng ta cũng thấy rằng cái mức lan tỏa, cái quy mô và của cái chương trình đã rộng lên. Ở địa phương thực hiện tốt công tác bình ổn giá như thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ số CPI đã giảm xuống. Từ năm 2010 đến hết 4 tháng đầu năm 2012, chỉ số này của thành phố Hồ Chí Minh luôn thấp hơn cả nước khoảng 2,6%. Tuy nhiên, cả Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đều nhận định chương trình vẫn còn tồn tại những yếu kém. Số lượng các điểm bán hàng còn chưa rộng khắp nên đối tượng thụ hưởng trực tiếp vẫn chưa nhiều. Việc đầu cơ bằng cách mua hàng bình ổn rồi bán lại để hưởng chênh lệch vẫn còn khá phổ biến. Nhiều nơi dư luận còn sự hiểu sai về chương trình bình ổn giá. Con số 250 doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn là quá thấp so với quy mô của thị trường. Trong cái mục tiêu chương trình thì tôi thấy là đề nghị các địa phương, các đồng chí không nhất thiết là cứ phải hỗ trợ thật nhiều vốn ngân sách. Đấy, như một số địa phương như các đồng chí Đắk Lắk hoặc là một số địa phương khác thì các đồng chí cũng tâm tư và tôi làm sao lớn được bằng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà bỏ ra nhiều tiền, không phải thế. Mà tôi đề nghị là các đồng chí kêu gọi thu hút các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham gia vào chương trình này. Về tổ chức nhiều địa phương doanh nghiệp cũng đã đề xuất để mở rộng hơn nữa các điểm bán hàng bình ổn giá đến các khu vực vùng sâu, vùng xa cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hàng nhập lậu trôi nổi trên thị trường. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các bộ, ban ngành và địa phương phải tăng cường nâng cao trách nhiệm, tinh thần xã hội của các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn giá. Bên cạnh đó, có những phê phán, xử phạt công bằng, thẳng thắn đối với những doanh nghiệp nào lợi dụng việc bán hàng bình ổn để hưởng lợi bất chính.